Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube chính thức của tiến sĩ dược sĩ Đào Văn Đôn. Trong clip trước mình đã chia sẻ với các bạn về chủ đề cách dùng ghệ vàng trong điều trị ung thư, mỡ máu, tiểu đường, dạ dày. Trong clip lần này thì mình chia sẻ với các bạn về chủ đề khám phá bí mật tác dụng giảm cân của ghệ vàng. Cũng như các clip trước thì trong clip này ở phần mô tả mình để link tài liệu tham khảo các bạn có thể tải về bất cứ lúc nào. Như các bạn đã biết thì béo phì, thừa cân thì gây ra rất nhiều hậu quả như suy giảm miễn dịch, dễ mắc bệnh về xương khớp, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, mỡ máu, hô hấp, tiêu hóa, vân vân. Đặc biệt là béo phì, béo bụng đã làm cho nhiều chị em phụ nữ tự ti về mặt thẩm mỹ. Một số người đã lợi dụng tâm lý này để quảng cáo những sản phẩm giảm cân với giá tiền rất cao, nhưng không có tác dụng giảm cân hoặc tác dụng giảm cân rất nhanh, nhưng lại chứa những chất cấm như sibutramine, phenolphthalein. Đây là những chất độc hại đối với cơ thể chúng ta. Vậy làm sao để giảm béo, giảm mỡ bụng một cách hiệu quả mà lại an toàn? Tôi và các bạn cùng khám phá tác dụng giảm cân, giảm béo của ghệ vàng. Về tác dụng giảm cân của ghệ vàng, trong một phân tích gộp 8 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên 667 bệnh nhân rối loạn chuyển hóa béo phì, tiểu đường, kết quả cho thấy những bệnh nhân dùng curcumin và ghệ vàng giảm được cân nặng sau 8 tuần sử dụng. Về tác dụng giảm chỉ số BMI của ghệ vàng thì thông thường chỉ số BMI nằm trong khoảng từ 18,5 cho đến 24,9 kg trên mét vuông. Khi chỉ số BMI cao hơn khoảng này thì đây là dấu hiệu của thừa cân, béo phì. Trong nghiên cứu phân tích gộp 8 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ở nhiều nước trên thế giới, trên 520 bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ không do rượu, trong đó 265 bệnh nhân được dùng curcumin hoặc ghệ vàng. Kết quả cho thấy sau 8 đến 12 tuần, nhóm bệnh nhân dùng curcumin hoặc ghệ vàng giảm được chỉ số BMI. Trong phân tích gộp khác, trên 10 thử nghiệm lâm sàng trên 645 bệnh nhân hội chứng chuyển hóa béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, kết quả cho thấy curcumin và ghệ vàng cũng làm giảm được chỉ số BMI ở những bệnh nhân này. Về tác dụng giảm mỡ bụng, giảm chu vi vòng bụng của ghệ vàng, nghiên cứu khoa học đã chỉ ra tăng số đo vòng bụng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính. Vì vậy, trong dân gian có câu vòng bụng to ra, vòng đời co lại. Khi phân tích 8 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ở nhiều nước trên thế giới, trên 520 bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ không do rượu, kết quả cũng cho thấy sau 8 đến 12 tuần sử dụng curcumin và ghệ vàng làm giảm được số đo vòng bụng ở những bệnh nhân này. Trong một phân tích gộp khác, 6 thử nghiệm lâm sàng trên 456 bệnh nhân hội chứng chuyển hóa béo phì, tiểu đường hoặc gan nhiễm mỡ, kết quả cho thấy curcumin và ghệ vàng dùng liều từ 1g trên ngày trong thời gian 8 tuần trở lên thì giảm được số đo vòng bụng. Những bệnh nhân mà dùng liều dưới 1g trên ngày hoặc dưới 8 tuần thì số đo này không thay đổi. Về tác dụng giảm hormone thèm ăn leptin của ghệ vàng, leptin là hormone được sản xuất ra từ mô mỡ. Hormone này tác động tới não tạo ra cảm giác thèm ăn. Trong phân tích gộp 4 thử nghiệm lâm sàng trên 465 bệnh nhân béo phì, tiểu đường, hội chứng chuyển hóa, trong đó có 234 bệnh nhân được dùng curcumin với mức liều 500mg đến 1000mg trên ngày trong thời gian từ 4 đến 8 tuần. Kết quả cho thấy curcumin làm giảm nồng độ leptin ở trong máu. Như vậy là chúng ta không cần phải đi đâu xa, chúng ta có ngay ghệ vàng, vị thuốc ở ngay bên cạnh bạn, có tác dụng giảm béo, giảm thèm ăn rất hiệu quả mà lại an toàn. Về liều dùng và cách dùng, với tác dụng giảm thèm ăn thì cần dùng liều từ 0,5 đến 1g trên ngày curcumin, đợt dùng từ 4 đến 8 tuần. Về tác dụng giảm béo thì cần dùng mức liều từ 1 đến 2g curcumin trên ngày, đợt dùng từ 8 đến 12 tuần. Như vậy, liều dùng chung là từ 1 đến 2g trên ngày, đợt dùng 8 tuần. Chúng ta lưu ý cần có những biện pháp bổ trợ như là ăn uống lành mạnh, tăng cường ăn ngũ cốc toàn phần, rau quả ít ngọt, hạn chế đồ ăn ngọt, đồ ăn uống sẵn, kết hợp với tập luyện thể dục thể thao để tiêu hao năng lượng. Như vậy là ghệ vàng và curcumin có tác dụng giảm cân, giảm chỉ số BMI, giảm mỡ bụng, giảm thèm ăn, vừa hiệu quả lại vừa an toàn. Với mức liều dùng từ 1 đến 2g trên ngày, đợt dùng là 8 tuần.
Trên đây thì mình đã chia sẻ với các bạn về chủ đề sử dụng nghệ vàng để giảm béo, giảm mỡ bụng. Nếu các bạn vẫn còn chưa rõ hoặc muốn lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt từ nghệ vàng thì đừng ngại đặt câu hỏi ở phần bình luận hoặc liên hệ với mình để được tư vấn tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của Đào Văn Đôn. Đây là kênh YouTube chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về sử dụng thuốc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mình rất mong nhận được những câu hỏi, góp ý của các bạn ở phần bình luận. Để nhận được những clip mới nhất của Đôn, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông ở ngay dưới clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip khác.